Em xin được kính chào quý vị anh chị và các bạn. Em là Đỗ Trung Ô Tô, chuyên mua bán, trao đổi các dòng xe ô tô cũ nước. Quý vị anh chị nào mà có nhu cầu mua hoặc bán ô tô đã qua sử dụng thì có thể liên hệ cho em nhé. Ngày hôm nay thì em sẽ giới thiệu cho quý vị anh chị và các bạn chiếc xe đến từ thương hiệu Mercedes E250, sản xuất năm 2012. Tên cá nhân, biển Hà Nội rất là đẹp luôn nhé, biển gánh luôn. Đó, 65335. Rất đẹp, gánh luôn ạ. 2012. Tên cá nhân, biển Hà Nội nhé. Chạy được 72.000 km, rất là mới. Và cái phiên bản E250 này, chúng ta có thể gọi nó là BE, gọi là Blue ấy. Đấy. Em sẽ đi một vòng quanh xe cho quý vị chị xem chất lượng của chiếc xe này. Đây. Về cái form dáng thì em rất là thích cái form dáng của E250, cái năm 2012 đó cho đến 2014-15 đấy. Còn nó phân biệt được rõ E với cả C và S. Tuy nhiên thì ở những năm 2015-16 trở lên thì E nó đã thay đổi form dáng rất là nhiều rồi. Thì C với E với S thì nhìn nó cứ như tương đồng nhau đó. Thì cái form này có thể nói là cái form đẹp nhất của dòng E đó. Cái hệ thống khung gầm của trên E nó khá rất là êm. Đây ạ. Phần đầu xe thì được trang bị hai bóng bi xi lông đó, đèn pha gốt và đèn pha, trang bị rửa pha tự động này, bốn cảm biến va chạm ở phía trước. Được trang bị rửa pha tự động rồi nhá, đèn pha cũng là tự động hết. Đấy, đèn gầm lép kìa, dạng lép kìa. Đây bộ la răng của chiếc E250. Đây được sơn nhám kiểu rất là thể thao. Bộ vành này thì là 17 inch nhá. Thân xe này, những cái đường gân dập đổi trên dọc theo đuôi xe, nó tăng thêm cái khí động học cho chiếc xe và thể thao. Tuy nhiên thì E nó vẫn mang một cái hơi hướng hơi già một chút. Đó. Tất nhiên thì đối với một chiếc xe đã qua 8 năm sử dụng thì không tránh được những xước sát bên ngoài. Đó, tất nhiên thì sẽ phải sơn xi đánh bóng lại rồi. Tuy nhiên thì nghĩa là xe nó không đâm đụng thôi. Còn thật sự là để mà nói là chiếc xe này không sơn xi lại thì nó hoàn toàn là vô lý. Đây. Đó. Đặc biệt là cái màu trắng thì khó tránh khỏi nhá. Kể cả khi mà anh chị mà đi qua một thời gian sử dụng để ngoài nắng nhiều thì cái màu nó sẽ bị ngả đi và chúng ta sẽ phải đánh bóng lại, nó lại trở về trạng thái ban đầu thôi. Đó. Không được 100% nhưng nó cũng phải là 90%, 80% trở lên. Đây. Em quay cho anh chị xem luôn cái phần keo chỉ của chiếc xe. Nó là nguyên bản hết nhá. Hay những cái đường gân ở cái cánh cửa này. Đó. Nó không có dấu hiệu của sự va đập hay móp méo gì cả. Tiếp đến là những cái đường gân ở phần phía cánh cửa đây ạ. Đó. Đây. Cái nước sơn ở bên trong, nước ngoài nó khá là tương đồng nhau nhé, khá là tương đồng, nó là tương đối ạ. Và những cái chỗ mà chúng ta hay phải lên xuống nhiều nhất này, bật lên xuống này, đó. Hay là những cái phần táp ni cửa, những chỗ mà chúng ta hay phải sờ nắm nhiều nhất. Đây anh chị có thể thấy sờ nắm nhiều nhất ở những cái vị trí này. Đó. Thì cái phần da hay những chất liệu ở đây nó vẫn còn rất là tốt và vẫn còn đẹp. Được, cũng được trang bị cái rèm che nắng cho hành khách phía sau. E thì chắc chắn là không thể thiếu rồi. Và tiếp đi đến khoang nội thất thì cái nội thất này nó không phải là màu, nó gọi là màu be nhé, màu be vàng. Đó. Đây ạ. Hàng ghế phía sau. Đấy. Được trang bị cửa sổ trời. Đó. Điều hòa trên E thì cũng là điều hòa 3 vùng độc lập. Các có rất nhiều cửa gió điều hòa nhé. Cửa gió điều hòa ở phía sau này và cửa gió điều hòa cột B đó. Và nếu mà để nói về không gian thì thực sự là E nó rất là rộng. Và cái cảm giác mà khi ta ngồi vào đấy thì nó cực kỳ rộng và nó thoáng, nó cho chúng ta cái cảm giác rất là dễ chịu. Đấy. Cái phần đèn hậu cũng là đèn hậu full LED hết rồi, trang bị hai ống xả dạng thể thao cũng như cảm biến lùi. Đấy. Đời này thì chưa có cam lùi nhá anh chị nhé, chỉ có cảm biến lùi thôi, chưa cam lùi. Đấy. Cốp đây, cốp của E cũng rất là rộng. Đó.
Anh chị có thể xem keo chỉ ở đây. Đó, nguyên bản hết nhá. Đấy, không có dấu hiệu của sự va đập hay là móp méo gì cả. Đấy. Đây. Những cái đường gân ở đây này, anh chị này, đường gân đây, nó rất là đều. Đấy. Với một chiếc xe em nói rồi, qua 8 năm sử dụng thì để được giữ được cái chất xe nó như này thì bác chủ xe phải cực kỳ là giữ gìn nhá. Phải nói là rất là giữ gìn. Ghế lái và ghế phụ đều được chỉnh điện và nhớ 3 vị trí ghế. Đó. Đây, cái option ở trên chiếc E. Đi qua một chút. Vô lăng 4 chấu. Đó. Tích hợp các phím có lấy chuyển số sau vô lăng, có cruise control ở vị trí này. Đó. Đèn pha tự động này, phanh tay điện tử này. Đó. Phanh tay không phải điện tử mà chúng ta phải đạp vào ấn ra nhé. Đó. Gọi là như phanh tay điện tử luôn. Gần như cái thiết kế nó không có sự thay đổi. Đấy. Những xe sang thì họ rất là chỉnh chu và giữ gìn những cái thiết kế của họ. Đấy. Trừ khi phải đổi form dáng toàn bộ thôi. Đây. Có rèm che nắng ở đằng sau, đầy đủ hết. Phần ghế da này đó vẫn còn tinh tươm và còn rất là đẹp đó. Và chúng ta hãy để ý đến cái phần trần một chút nhé. Phần trần là cái phần mà nếu mà xe mà không giữ gìn ấy, thì cái trần này nó sẽ bị xù, rất là dễ bị xù và đánh lại nó sẽ nó không được đẹp như thế này đâu. Đây, anh chị có thể nhìn thấy vô lăng cũng là vô lăng bọc da cao cấp hết rồi. Đó, phải nói là cảm giác ngồi ở trên chiếc E này nó khá là thoáng và rộng. Đấy, nó cho chúng ta cái cảm giác lái rất là dễ chịu. Đấy. Hiện tại thì chiếc E 250 phiên bản Blue sản xuất 2012 tên cá nhân biển Hà Nội, biển gánh đây. Em đang bán với giá là 760 triệu đồng nhá. 760 triệu đồng cho chiếc xe này. Anh chị nào mà quan tâm đến chiếc xe này thì có thể liên hệ với số hotline em đặt trên màn hình. Đấy, tất cả xe bên em bán ra đều cam kết cho anh chị khách hàng máy móc động cơ hộp số nguyên bản, không đâm va, không ngập nước. Nếu mà anh chị phát hiện ra xe của bên em bán ra mà xe đâm đụng ngập nước thì bên em sẽ hoàn lại tiền, nhận lại xe và trả tất cả các chi phí liên quan đến chiếc xe mà anh chị phải bỏ ra. Tất cả những cam kết này bên em đều cam kết trên hợp đồng nhé. Ngoài ra bên em có hỗ trợ các thủ tục như thủ tục sang tên này, rút hồ sơ này, vận chuyển và thủ tục ngân hàng. Để biết thêm thông tin chi tiết thì anh chị có thể liên hệ với số hotline của em hoặc app Zalo của em ở theo số điện thoại em đặt trên màn hình. Đó. Em xin cảm ơn và kính chúc quý vị anh chị khách hàng luôn có thật nhiều sức khỏe và hẹn gặp lại quý vị anh chị ở những video tiếp theo.